Bản tin tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý. Công an huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đang phối hợp với các đơn vị khác truy bắt nhóm thanh thiếu niên có hung khí vi phạm trật tự an toàn giao thông, tấn công người thi hành công vụ rồi bỏ trốn trong đêm ngày hôm qua. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 18 tháng 11, tổ tuần tra kiểm soát đội cảnh sát giao thông và trật tự công an huyện Hòa Vang làm nhiệm vụ trên tuyến đường ADB5 thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy với tốc độ cao, có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe. Khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông, cả nhóm lập tức quay đầu tăng ga bỏ chạy. Riêng đối tượng Lê Văn Diện, sinh năm 2007, trú tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, khi gặp phải sự ngăn cản của tổ tuần tra đã cố tình dồ ga, đâm thẳng vào các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nhằm thoát thân. Với tinh thần kiên quyết trấn áp tội phạm, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng triển khai đội hình truy đuổi, khống chế bắt giữ được Diện. Kiểm tra trên người và phương tiện của Diện, tổ tuần tra kiểm soát đã thu giữ một thanh đoản kiếm dài khoảng 1 mét. Diện khai nhận đã cùng 7 thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí đi tìm một nhóm thanh niên khác trên địa bàn để giải quyết mâu thuẫn. Những ngày đầu tháng 11 vừa qua, trên địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra tình trạng một số thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, dàn thành tốp để phóng xe rượt đuổi nhau trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố. Thậm chí là một số đối tượng còn mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng với tính chất manh động liều lĩnh. Đây là nhóm 8 thanh niên mà cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bắc Giang đang tạm giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông, công an thành phố Bắc Giang phát hiện 3 đối tượng trong nhóm này đi trên 2 xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không biển kiểm soát, cầm theo đao kiếm. Đấu tranh tại chỗ, các đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Dưỡng, Hoàng Duy Hậu và Vũ Đình Văn. Mở rộng điều tra, lực lượng công an triệu tập thêm 5 đối tượng. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận chiều tối ngày 5 tháng 11, cả nhóm thống nhất hẹn nhau chuẩn bị hung khí, gồm đao, kiếm, rồi chia nhau lên 6 xe máy, với mục đích đi trên các cung đường thuộc địa bàn thành phố Bắc Giang, chủ yếu là các nơi tập trung đông người, để tìm các nhóm thanh niên khác đuổi đánh. Bọn tôi có bàn nhau cầm dao kiếm đi ra quảng trường lượn xem có độ đấy có chửi được không. Nếu có gặp độ đấy chửi thì bọn tôi sẵn sàng đánh. Đấy, tiếc khi lỡ dở khi đang trên ghế nhà trường mà bị như thế này, cả trong vài ngày bị giam thì thấy nhớ gia đình với bố mẹ. Còn đây là những hình ảnh được camera ghi lại. Một nhóm khoảng 20 đối tượng điều khiển 10 xe mô tô đang có hành vi phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, bốc đầu. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng này thường trú tại địa bàn huyện Lục Nam nên đã vận động đầu thú về hành vi gây rối trật tự công cộng. Em nhận thức được hành vi đua xe, lạng lách, đánh võng của mình là sai pháp luật, là vì do bị các bạn rủ rê lôi kéo. Phần lớn các đối tượng vi phạm đều trong độ tuổi 18, thậm chí là dưới 16 tuổi. Với các đối tượng này, nhận thức pháp luật còn hạn chế, cộng với chế tài xử lý chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo, nên nhiều đối tượng sau khi bị xử lý lại tiếp tục tái phạm, khiến tình trạng vi phạm gia tăng. Thì theo quy định của Bộ Luật Hình sự, quy định tại Điều 138 Bộ Luật Hình sự, thì cái hành vi các em tụ tập đông người rồi điều khiển phương tiện tốc độ cao, lạng lách đánh võng trên đường hoặc bốc đầu thì những cái hành vi đó thì pháp luật hình sự coi đó là hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong thời gian tới thì công an thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cái đội nghiệp vụ phối hợp với công an các phường xã rồi các nhà trường đóng trên địa bàn để tăng cường cái công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho các em học sinh. Để giải quyết triệt để tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe mang theo hung khí gây mất an ninh trật tự, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, điều cần thiết nhất vẫn luôn là sự quan tâm, quản lý giáo dục từ phía các gia đình, nhà trường. Có như vậy mới có thể ngăn chặn những vụ việc từ sớm, từ xa, giữ gìn sự bình yên cho các tuyến phố và trong mỗi ngôi nhà. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện 4 đối tượng đang đánh đập, đe dọa, uy hiếp, cướp tiền của một phụ nữ tại một quán bán nước giải khát trên địa bàn khu phố 3, phường Trảng Giài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, liền tiến hành kiểm tra và khống chế bắt giữ. Theo đó, 4 đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Thanh Hồng, biệt danh là Hồng Đen, Nguyễn Đức Thắng, Phạm Mạnh Tuấn và Tạ Văn Thiệp, thu giữ một số vật chứng có liên quan. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an còn phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Qua điều tra, nạn nhân là một phụ nữ 45 tuổi trú tại phường Trảng Giài, thành phố Biên Hòa đã vay tiền với lãi suất rất cao của nhóm trên. Do đến hẹn không có khả năng trả lãi vào gốc nên người phụ nữ đã bị các đối tượng khống chế đánh đập, đe dọa, uy hiếp, bắt viết giấy vay nợ với số tiền lớn và buộc người nhà phải mang tiền đến. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra để xử lý nghiêm trước pháp luật. Tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm kéo giảm tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Vào lúc 11 giờ 30 phút trưa ngày hôm nay, một điểm đánh bạc trái phép với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền đã bị đội cảnh sát trật tự thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các lực lượng thuộc Công an huyện Vũng Liêm triệt xóa. Vào thời gian trên, tại khu đất trống nằm sâu trong khu vườn dừa thuộc ấp Hiếu Hòa A, tổ công tác đã bố trí lực lượng bắt quả tang nhóm gồm 16 người đang tụ tập đánh bạc trái phép với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường tạm giữ nhiều tang vật phương tiện gồm 6 con gà, 6 cặp cựa sắt, 10 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 13 điện thoại di động, 21 chiếc xe mô tô và tổng số tiền hơn 46 triệu đồng. Vào chiều ngày hôm nay tại xã Đạ Nhiêm, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn một nhà xưởng chuyên sản xuất nấm. Đó là xưởng nấm Hương Nguyên Long lớn nhất Lâm Đồng, nằm ở xã Đạ Nhiêm, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng lên từ khu vực tạo phôi nấm, nơi có chứa nhiều máy móc để hấp sấy nhiệt phôi rồi lan ra, thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng rộng hơn 3 hectare, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người vì ngày chủ nhật toàn bộ công nhân nghỉ việc. Nhận được tin báo cháy, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Đà Lạt và Lạc Dương thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Lâm Đồng đã điều xe chữa cháy cùng lực lượng đến hiện trường hỗ trợ người dân dập lửa. Thưa quý vị, hơn một ngày qua, phà tàu cao tốc từ đất liền đi các đảo Phú Quốc, Nam Du, huyện Kiên Hải và ngược lại tạm thời ngưng chạy do thời tiết xấu. Và đến 12 giờ ngày hôm nay, toàn bộ phương tiện vận tải hành khách từ đất liền ra các đảo trong tỉnh Kiên Giang và chiều ngược lại đã hoạt động bình thường trở lại. Trước đó, khi có thông tin tàu tạm ngưng chạy, lãnh đạo huyện Kiên Hải, tỉnh Phú Quốc đã chỉ đạo các xã đảo có du khách kẹt lại báo cáo qua đường dây nóng của huyện, thành phố và kịp thời hỗ trợ người dân. Khách du lịch về ăn ở đi lại nếu có nhu cầu. Nhận được thông báo của cơ quan chức năng do tàu hoạt động trở lại, công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong Kiên Giang đã thông báo đến các đại lý hành khách để đăng ký vé tàu từ thành phố Rạch Giá, Hà Tiên đến Phú Quốc, từ Rạch Giá đến Nam Du, huyện Kiên Hải và ngược lại. Cụ thể, tại cảng Rạch Giá, tàu đi Phú Quốc xuất bến lúc 12 giờ và 13 giờ 10 phút.